các bạn sinh viên sẽ mê mệt với cái phòng này. Một căn hộ mini độc đáo với giường tầng thông minh. Diện tích bé bé thôi nhưng có thể ở lên đến 4 bạn cùng một lúc. Chỉ tầm 12 mét vuông. Nhưng các bạn xem đi, cái gì cũng có. Phải nói là thiết kế cực kỳ thông minh và tinh gọn. Chỗ nấu ăn nè, bàn học tập nè, hai giường, hai tủ đồ. Ê, chưa kể cái bàn ăn nữa chứ. Tinh túy của cái phòng này không chỉ thế đâu. Mời vô đây xem tiếp. Nhà vệ sinh siêu rộng, có hai không gian được ngăn bởi vách kính, chống bắn nước, bồn cầu hình quả trứng vô cùng đẹp và lạ mắt. Nhà vệ sinh có ánh đèn vàng nên nhìn sang chảnh lắm luôn. Các bạn nghĩ là giường tầng sẽ nhỏ lắm đúng không? Không hề nha. Nè xem đi, vừa để cái nệm, tủ đồ mà còn dư ra chút xíu nữa đó. Chưa thấy căn hộ mini nào đẹp và thiết kế thông minh như vậy.